Yahoo Nhật được biết đến là trang thương mại điện tử lớn nổi tiếng thế giới với muôn vàn đồ cũ mới hàng hiệu chất lượng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách để tìm cho mình một món đồ hàng hiệu cũ vừa đẹp vừa hợp túi tiền. Bài viết sau sẽ chia sẻ tới mọi người 5 lý do để bạn mua hàng hiệu second hand tại web Yahoo JP với những sản phẩm authentic có lẽ không phải bàn cãi quá nhiều về chất lượng của chúng những sản phẩm này được ra đời chủ yếu nhắm đến một tầng lớp có thu nhập cao trong xã hội hay những người nổi tiếng cần đánh bóng tên tuổi của mình bởi giá trị lớn nhất của các mặt hàng này chính là thể hiện sự đẳng cấp của người sử dụng nó có hai lý do khuyến khích bạn nên mua đồ hiệu second hand ở những website mua bán từ nhật là chất lượng và giá cả chất lượng hàng nhật cũ được khẳng định với người việt khi hàng nhật bãi được rất nhiều người việt nam ưa chuộng hàng nhật bãi là hàng được sản xuất tại nhật đã qua sử dụng và được nhập khẩu về Việt Nam với mức giá rẻ hơn nhiều so với hàng mới, mức giá hàng hóa ở những cửa hàng đồ cũ Nhật Bản chắc chắn sẽ khiến bạn không thể tin được. Bạn chọn một chiếc điện thoại cũ, sử dụng thử tất cả các chức năng đều trơn tru như hàng mới nhưng mua được nó với giá chỉ bằng 1 phần 2. Hay những bộ đồ hàng hiệu còn nguyên tem mác và cúc phụ. Dường như chưa từng được mặc một lần mà giá chỉ bằng 40% hàng mới thì tại sao lại bỏ qua, như đã biết Yahoo Japan là hệ thống thương mại điện tử của Nhật nổi tiếng toàn cầu. Yahoo được nhiều người sử dụng không chỉ ở Nhật bao gồm trang đấu giá auction và trang mua sắm shopping mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Từ Yahoo Japan các tín đồ thời trang có thể sở hữu những món đồ hàng hiệu high-end chất lượng thời thượng mà đảm bảo về giá cả cách mua sắm này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn là cơ hội tốt để tìm kiếm những trang phục độc đáo cá tính từ các thương hiệu nước ngoài vì là hàng hiệu cũ nhưng ở nhật nên hầu hết quần áo cũ đều là hàng độc chất lượng dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn ở đâu bán dầu gội azerlan chuẩn nhật thành phần hoàn toàn tự nhiên an toàn tóm tắt bài viết hay một Yahoo Japan đa dạng sản phẩm hàng hiệu cũ chất lượng, hai sử dụng dịch vụ mua hộ hàng nhật của shop Nhật Việt Yahoo Japan đa dạng sản phẩm hàng hiệu cũ chất lượng, cũng giống như các website thương mại điện tử khác tại Nhật. Để mua hàng hiệu cũ trên Yahoo Nhật Bản bạn cần đăng ký tài khoản và cung cấp các thông tin địa chỉ nhận hàng, phương thức thanh toán. Nếu bạn có địa chỉ nhận hàng tại Nhật có thể tự mua túi sách hàng hiệu trên Yahoo Nhật sau đó ship về Việt Nam. Bạn muốn mua hàng hiệu second hand giá tốt nhất? Bạn muốn mua hàng trên Yahoo Auction? bạn không có tài khoản và ví tiền trên yahoo bạn không biết tiếng nhật không hiểu biết về các thủ tục mua bán thủ tục hải quan trên trang nước ngoài shop nhật việt chuyên tư vấn kinh nghiệm mua sắm hàng hiệu second hand và cung cấp dịch vụ mua hộ khi đấu giá tại yahoo auction đến với dịch vụ order hàng hiệu second hand của shop nhật việt quý khách hàng hoàn toàn có thể ngồi ở nhà ở bất cứ đâu bất cứ lúc nào cũng có thể mua đấu giá trên yahoo japan và chỉ mất từ 2 tháng 3 tuần ngay kể từ khi đặt hàng là món hàng yêu thích đã về đến Việt Nam và shop sẽ giao hàng đến tận tay của quý khách.